Hi, xin chào các bạn. Trước mặt mình đây là lô hàng cây kiếm vàng Tây Ninh, một cây kiếm vàng nổi tiếng trong năm 2020. Đây là một cây lên ngôi của năm 2020, một điều bất ngờ. Vì ai nghĩ rằng kiếm vàng Tây Ninh lại lên giá, thì đây chính là lô kiếm vàng Tây Ninh. Nhưng đây là lô kiếm vàng Tây Ninh thanh lý các bạn. Có nghĩa là lô này các bạn thấy là bộ lá nó xấu, ta gọi là cây kiếm vàng Tây Ninh loại lá sần. Các bạn nhìn ha, thì cái nó bị sần cái lá. Nhưng như vậy thì nó mới có cái giá thanh lý cho chúng ta chơi. Thì hiện tại MyWee đang có là 11 chậu kiếm vàng Tây Ninh thanh lý. Thì giá rất là bình dân, giá sẽ rẻ như là cái kiếm thường các bạn. Tức là kiếm rừng thường mà loại xấu xấu á. Bình thường chúng ta mua cũng khoảng 200 hơn, khoảng mấy củ, 2-3 củ. Nhưng mà hôm nay chúng ta mua ở đây với cái giá là giá không tưởng. Một củ của nó là giá của nó là 250.000 đồng một củ. Nếu chúng ta mua cái kiếm này. Còn nếu chúng ta mua hàng chậu thì bên nhân viên mình sẽ điếm thân. Còn nếu chúng ta mà mua 3 thân trở lên thì bên mình sẽ giảm giá chúng ta để chúng ta dễ mua. Thì đây là một cơ hội để chúng ta có được một chậu kiếm vàng cho riêng mình để chơi. Không phải là kiếm màu đỏ hay là màu mắm hay là màu gạch tôm. Mà đây là chính là kiếm vàng chính hiệu các bạn. Kiếm rừng của Việt Nam mình. Đó là kiếm vàng Tây Ninh. Không phải dễ để chúng ta mua được một cây kiếm vàng hàng rừng mà giá rẻ như vậy. Bình thường cây kiếm vàng Tây Ninh hiện tại lá láng thì MyWee cũng cung cấp cho các bạn để nắm thông tin. Đó là một củ của nó là 2,5 triệu, 2,8 triệu, 2,2 triệu tùy theo kích cỡ các bạn. Nhưng kiếm vàng lá sân mà loại nó đẹp hơn thì nó cũng bữa giờ MyWee cũng bán là 800.000, 900.000 một củ. Đợt kiếm thanh lý thì cũng 700.000 một củ. Nhưng cái này chúng ta thấy rằng là giá chỉ có 250.000 một củ. Thì chúng ta MyWee tiết lộ luôn, đây là những chậu kiếm vàng xuất thân từ chậu lá láng. Nhưng mà vì là nó không được chăm sóc, để bỏ bê, cái kiếm mà không chăm sóc bỏ bê là nó sẽ bị sần các bạn. Cái bộ rễ mà nó yếu một cái là nó nuôi dinh dưỡng lên không được là nó sẽ bị sần. Nên bây giờ cái kiếm này ha, về chúng ta trồng dinh dưỡng đầy đủ, mình đảm bảo luôn là nó đẹp. Tuy nó không có đẹp bằng những cây kiếm mà nổi tiếng trên thị trường về lá láng, nhưng nó sẽ khắc phục khoảng 90% cái bộ lá mà đang bị sần xấu như vậy. Tức là chúng ta chỉ cần tưới phân dinh dưỡng, thí dụ như là phân cá, tảo biển 30-10-10, manhê lưu huỳnh đầy đủ cho nó, vi lượng, nhất là bổ sung vi lượng sắt cho cây này ha bạn ha. Cây này vì lý do là bỏ bê nhiều quá nên chúng ta cần phải bổ sung sắt cho nó nữa. Thì chúng ta tưới bình thường những cái phân bón nhưng mà nhớ là đều đặn, rồi rải phân tan chậm cho cây này ăn uống đầy đủ, thì cái đời con của nó lên mình đảm bảo luôn là sẽ rất là đẹp. Nó sẽ lá láng đẹp hơn cái này rất là nhiều, đẹp gần như 90% so với cái cây mà là những cây mà khoảng 2-3 triệu một củ. Thì bông chỗ màu vàng, bông to, lưỡi hồng thơm, giò bông màu vàng. Và hiện tại là cũng là một cây hot và có giá trị trên thị trường các bạn ha. Các bạn hãy liên lạc công ty mình ngay nhé. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn.